biết Phật pháp từ hôm nay tuyệt đối không khổ nữa. Nhớ, mỗi một người từ hôm nay không khổ nữa, vì khổ cũng sống. Như vậy tại sao không vui để sống? Còn tất cả những gì đã qua, từ người thân của mình đến và đi, gặp nhau trong cuộc đời này, gặp nhau rồi xa nhau, chuyện này rất bình thường, ai cũng phải gặp những cái hoàn cảnh xa lìa. Mình là người nghe đạo thì đừng dính vào cái việc xa lìa khổ, mà xa lìa là sự nhắc nhở mình còn sống ở cuộc đời này là phải cố gắng tu. Rồi một ngày nào bản thân mình cũng ra đi, lúc đó mình sẽ đi về đâu nếu như mình không nỗ lực tu? Nên mỗi một con người nên nhắc nhở mình. Mình đi ngang một cái làng xóm nào, mình đi ngang một cái nhà nào, thấy để cái quan tài, rồi người quỳ bên cạnh quan tài khóc lóc, mình nhìn từ cái cảnh tình đó mình nói rằng bây giờ làm ăn giàu sang của cải có nhiều cỡ nào thì cuối cùng con người cũng đi đến ngày đó. Có nhiều người ngoài thế gian người ta nói rằng chết là hết rồi. Chết không có hết đâu quý vị, chết còn sự tái sinh, tính vào phước duyên của mỗi một người chúng ta. Nên nhiều người chúng ta trong cái cuộc đời này cứ lo mãi mê chạy theo cái danh cái lợi mà quên mất tiêu đi cái chuyện tái sinh của cuộc đời mình. Đây là cái điều mà quý vị cực kỳ thiếu duyên, thiếu phước và thiệt thòi khi đến thế gian này có thân người mấy chục năm mà mình không gặp Phật pháp. Và nhiều người gặp Phật pháp nhưng lại gặp Phật pháp mà người hướng dẫn không đi vào mục tiêu giải thoát. Có không? Trong đây có nhiều người quý vị gặp Phật pháp thời gian lâu mà quý vị sách giỏi đến chùa, rồi đi vòng vòng, rồi đi thắp nhang, rồi đi cầu xin, không nghe được người giảng thuyết. Nên nhiều người người ta đi về chùa, người ta đi đến chùa, người ta đi hoài mà gặp sự cố gì thì người ta không biết cách xử lý. Hiểu thấy không? Đúng ra Phật pháp là giải quyết vấn đề khổ đau cho nhân sinh. Phật pháp là mình học được, là mình đụng sự cố gì mình cũng giải quyết được. Cái này là nó đặc biệt tuyệt vời lắm quý vị. Những đứa coi một công đoạn, cái vị này cũng đặc biệt, cũng nổi lắm, giảng pháp cũng hay. Mà khi mẹ của mất đi, mẹ vị này mất đi, mà những đứa thấy ủa họ ngồi họ kể lễ, họ kể lễ mà khóc rồi mắt mũi lem nhem, mà lục một người tu xuất gia ấy vậy mà nổi bật, cũng nổi bật lắm á, ngồi kể lễ về mẹ mình gì mẹ ơi bây giờ mẹ đi rồi con cảm thấy cuộc đời con bị mất mát lớn lắm này kia. Rồi đàn người ta đưa cái nhạc mà ti 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 ta đưa vô quý vị. Nhưng Đức nói thấy chưa, cũng là người tu hành mà lại không gặp được cái pháp tu này, mới gặp trường hợp này nè. Iran thế gian luôn, Iran Ấn Tổ này nói rằng cái câu gì quý vị biết không, làm đẹp mắt người đời. Iran luôn, phải không, làm đẹp mắt người đời. Thì cũng rất nhiều người tán thán đó quý vị. Nhưng mà sự tán thán này thật sự quý vị, quý vị cũng làm theo Iran luôn. Vậy thì cái chuyện cha mẹ mình chết đi mà mình không chịu làm cái chuyện giải thoát giúp cho cha mẹ, mình kể lễ điều đó làm gì? Bây giờ những đức nói với quý vị nghe chứ, những đức mà tổ chức chương trình xong quý vị gặp những đức, quý vị có thể nói một câu: thầy con cảm ơn thầy nghe, thầy tổ chức 3-4 ngày mà con tu được, con cảm ơn thầy lắm, con về con cố gắng con tu. Chào quý vị nghe, những đức nghe gì những đức mừng quá trời luôn. Còn bây giờ quý vị gặp những đức, quý vị nói thầy, thầy ngồi xuống đi thầy. Thầy ơi, mấy ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, con thấy thầy lại mà con đau lòng xót da. Con nhìn mồ hôi của thầy đổ mà con đứt từng đoạn ruột thầy ơi. Nhưng Đức nói thôi bà về giùm tôi đi thử là trời. Lại mấy ngày nay không mệt mà tôi nghe bà nói mấy câu tôi mệt thật á. Thôi về đi, lo niệm Phật đi, thấy không?
Người tu hành người ta nghe như vậy vài câu là đã thấy nó cảm thấy nó não nề rồi, nghe làm cái gì cho nó mệt thêm nữa, hiểu quý vị? Bây giờ mình là người tu, người ta không tu người ta làm gì còn có được. Mình là người tu mà làm cái kiểu đó, thợ nhân đức thấy nó ngộ ghê. Vậy thì bây giờ Phật pháp giải quyết vấn đề khổ đau, quý vị nói trời ơi, cha mẹ mà phải thương, ai mà không thương cha mẹ? Nhưng quý vị dùng cái tình thương gì trong Phật pháp để đến với cha mẹ kìa, chứ không phải là thương như vậy. Vì thương như vậy người ta núm níu, người ta không siêu thoát. Quý vị thương vậy nó đâu có đúng trong Phật pháp dạy đâu. Trong Phật pháp dạy là giúp cho người ta siêu thoát kìa. Quý vị biết rằng Ấn Tổ ngày còn tại thế mà đệ tử đến thăm lơm hỏi han ngày này kia được, ngài nói thôi được rồi, tao dạy mày rồi, mày lo mày niệm Phật đi, mày niệm thêm câu Phật hiệu đó là mày cảm ơn tao đó. Không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình bây giờ mình là cư sĩ, nhưng mà gia đình mình có hậu sự này kia, quý vị hãy thành tâm thành ý niệm Phật cho cha mẹ quý vị đi. Những lời kể lễ khóc lóc của quý vị nó lợi ích một cái điều quý vị niệm Phật, tu nhân tích đức phóng sanh, bố thí cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ quý vị, lợi ích 100. Vì chọn đi. Bây giờ mình niệm Phật là mình đang đưa tiễn người ta đi về cực lạc, còn mình đang rên rỉ là mình đang kéo người ta ở ta bà. Cái tình cảm thương yêu đó người ta dính mắt mình, người ta dính mình, người ta đeo đẳng theo hoài vậy đó. Quý vị biết vì sao mà người ta vậy không? Vì người ta không gặp cái pháp tu quý vị à. Ta không gặp cái pháp tu mà đa phần quý vị thấy nhiều lắm, rất nhiều luôn. Thí dụ như chùa mình mà chương trình là các cụ mắc đồ này kia, quý vị từ hôm nay quý vị coi đi, từ hôm nay mỗi lần một cụ nào mắc nhất định những đức sẽ có một bài nói chuyện, đứng nói chuyện trước khi đưa quan tài đưa đi tiêu, để cho mỗi người người ta coi được, có những người người ta nhận thức được. Chương trình mà người mắc cảm thấy mình vui mừng, mình niệm Phật, mình đưa tiễn người ta đi về thế giới cực lạc. Cái cõi này khổ quá rồi, làm chi cho rên rỉ để cho người ta ở đây nữa, mà ở đây mà phải chi sống nói chi, mà làm cô hồn ở đây khổ còn ác đạn hơn nữa. Quý vị cha trong kinh giáo đi, có bộ kinh giáo nào mà nói rằng là chúng ta khóc lóc kêu gào như vậy để mà giúp cho cha mẹ mình siêu thoát không? Không đâu quý vị à, chắc chắn là không đâu quý vị à. Nên nhớ nghe, cái này rất là quan trọng đó quý vị. Biết rằng ông bà cha mẹ mình chết đi, thật sự đó là sự mất mát của cuộc đời mình lắm. Mình hãy bình tĩnh suy nghĩ, rồi cuộc đời mình cũng chết mà. Ông bà cha mẹ ai rồi cũng chết. Cái việc chết là cái việc vô thường, mỗi con người ai cũng gặp phải. Nhưng cái việc giải quyết vấn đề sanh tử cho người này, mình phải hỗ trợ họ người ta, giúp đỡ cho họ đi trên con đường sanh tử này tiện một chút. Cái đó mới hay. Quý vị biết rằng là trong 49 ngày nó cái việc mà linh hồn này, một bên là cửa ải đọa lạc, một bên là cửa ải giải thoát. Bây giờ họ đã đứng trước giữa nè, bên ác đang nghịch, bên thiện đang nghịch. Quý vị bỏ bên nào, quý vị để vô bên nào để giúp cho họ có năng lực để mà đi bên thiện. Quý vị niệm Phật, quý vị phóng sanh, quý vị làm thiện, hồi hướng bên thiện, để bên thiện của họ có đủ năng lực để họ nghiêng luôn qua bên thiện, để họ được siêu thoát, đúng không? Còn quý vị đang khóc, khóc là ở đâu? Khóc là tam đồ ác đạo. Tam đồ ác đạo mới khóc. Nhớ, quý vị khóc, quý vị ghen rỉ là quý vị đang để qua bên ác, là cái cửa ải bị ác của họ nghiêng nặng qua bên ác luôn. Thì đa phần là những người đó, họ phần nhiều đều là đọa lạc. Quý vị thấy như Đức Phật thích rất dễ hiểu không? Chứ đâu phải mình không thương ông bà cha mẹ mình. Mình thương, nhưng cái tình thương như thế nào? Phải chứ mình không học Phật á, thì mình thương theo cách thế gian. Mà mình học Phật rồi, mình phải thương theo cách xuất thế gian mới là đúng. Nên những đức nói rằng mình gặp Phật pháp, mình phải may mắn, đủ duyên, mình gặp một người hướng dẫn mình chánh tông Phật pháp, để cho mình đi theo con đường này có lợi ích. Chứ nếu không thì thật sự mà nói, quý vị có gặp mấy chục năm đi chăng nữa, vì cũng đi long nhong thôi, gặp sự cố, gặp là không biết gì hết.
Thêm cái nữa, không chọn được một cái pháp tu. Đây là cái quan trọng. Không chọn được pháp tu. Những đức hỏi quý vị, bây giờ nếu gia đình mình có người mắc, quý vị không phải niệm Phật, quý vị dùng cách nào để mà làm cái việc đó giúp đỡ họ đây? Không lẽ bây giờ người ta chết, quý vị ngồi xung quanh, quý vị nhắm mắt, quý vị ngồi im đó, quý vị làm cái gì à? Lúc trước có một cái vị này xuất gia mà những đức quen. Cô thì cô tu thiền, nhưng cô lại thích niệm Phật, cô đi đến chùa mình cô niệm Phật. Sau này cô bệnh, tự nhiên cô đi về nhà. Thì quý vị biết rằng cô mắc ở nhà, thì bạn bè tu thiền đi đến, thì có một số người niệm Phật nói rằng: quý vị ơi, bây giờ chúng ta cùng niệm Phật, đưa tiễn sư cô đi đi quý vị. Những người kia nói: à cũng được. Xong họ nói: không được, chúng tôi tu thiền mà sao niệm Phật. Thôi được rồi, để chúng tôi ngồi. Tự nhiên hoàn toàn ngồi im gu hết trơn. Những đức nói quý vị nghe, pháp toàn là pháp của Phật, nhưng cái pháp làm sao mà đưa vào phù hợp cho người ta. Nếu như quý vị niệm Phật lên thì người ta linh thức người ta còn quay quần ở đó, người ta còn nghe được câu Phật hiệu để mà ta dựa vào cái bổ nguyện để ta sanh cực lạc còn hơn. Còn mình ngồi mình im ru, người ta đâu có đủ năng lực. Thí dụ như bây giờ những đức yếu, những đức đi, yếu quá yếu, những đức đi, quý vị lỡ quý vị nói: thầy đưa tay thầy con dẫn đi phụ. Thì được, dẫn phụ được, nhưng quý vị đứng một bên, quý vị nhắm mắt, quý vị đứng im gu. Những đức nói: giúp tôi, kiệt sức quá rồi, giúp tôi đi. Này không, đứng y đó đi, đứng đó, ở đây người ta dùng công lực năng lực để chiền qua chứ. Nói: trời ơi giúp đi chứ, đứng đó im gu, tôi sắp té chết rồi trời ơi. Đúng không quý vị? Nghe câu này dễ hiểu không? Nó. Nên cái hộ niệm là cái đang đưa người ta đến cái nơi tốt đẹp, đang tiễn người ta đi. Người ta đang mê mà, cái biến dạng sanh tử của người ta đang bị mê, những cái chủng tử trong đầu người ta đang loạn tứ tung. Bây giờ mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người ta vừa nghe một cái thì cái chủng tử Phật của người ta lúc thường niệm á chổi dậy. À mình là người niệm Phật mà ta, tại sao mình bị cái cảnh duyên khác lôi kéo ta. Bắt đầu là họ dựa vào câu Phật hiệu đó, họ niệm lên thì ngay bổ nguyện Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Đúng không? Rất rõ ràng các bạn không? Bởi vì quý vị ngồi lại ở đây mà buổi sáng này nè, nó cái cảm xúc này mà nó đi vào chánh tông sâu hơn. Thấy không? Mình có nghĩa là mình nói chuyện được có một chút mà mình lại nhắc nhở cái chuyện này rất quan trọng. Nên mỗi một gia đình mình có ngôi tam bảo, có thời khóa tu sáng tối ổn định tu được luôn, có cái điều hộ niệm luôn. Cha mẹ mình già để cái đèn bông sen, cái điều hộ niệm á để ngay cái đầu nằm, bắt nhỏ nhỏ tập cho quen. Mình lâu lâu rảnh vô ngồi niệm cùng với cha mẹ ông bà mình, niệm từ từ mình nói với ông bà cha mẹ nè: ông bà cha mẹ ơi, ai cũng già cuối cùng ai cũng chết, bây giờ có một cái thế giới tốt đẹp, cái nơi đặc biệt lắm, đến đó không có già, không có bệnh, không có chết mà vui lắm. Muốn ăn có ăn, muốn bạn có bạn, mình nói cho phù hợp với quý vị dễ nghe thích. Bây giờ ông bà cha mẹ muốn gì không? Muốn cho mày, tao già tao mang cái thân này tao khổ quá, nếu mà có cái chỗ đi đến mà không già không bệnh không chết, cả đời của tao vì cái chuyện ăn ngủ mà khổ. Nếu về đó mà muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, muốn ngủ thì ngủ, thì trời ơi ngon quá, tao muốn về. Đúng không? Muốn về rồi. Như vậy thì về bằng cách nào? Niệm Phật theo cái tiếng của thầy. Thầy niệm một câu, ông niệm một câu, thầy niệm một câu, ông niệm một câu, ông tập đi. Khi ông yếu, chúng con ngồi xung quanh hộ niệm đưa tiễn ông đi. Ông niệm Phật thì Phật đưa ông về cực lạc. Ông về cực lạc, ông sẽ được sung sướng. Nhắc vậy đó. Đó. Thì bắt đầu là quen rồi, quen rồi. Khi cặn tư nghiệp yếu gần mắt thì bắt đầu là mình niệm Phật đưa tiễn liền. Thì thấy không? Dùng phương pháp có sẵn. Rồi có bạn đồng tu thì mình gọi, người ta từ từ đến. Còn mình ở đây hộ niệm chưa? Đến là mình bố trí nhân sự, cứ tiếp tục theo cái máy gì mà hộ niệm. Tại thường ngày ông đã nghe quen rồi, bây giờ đến lúc là cái điệu hộ niệm này phát triển nè. Tại vì sao? Ông thường ngày nghe quen, nên lúc bình thường đừng có nghe nhiều điệu niệm Phật quá, mà chọn một điệu để quen.
sau này dùng cái điệu đó để giúp mình. Tại vì cuối cùng cuộc đời mình phải nghe điệu hộ niệm, đúng không? Cuối cuộc đời phải nghe điệu hộ niệm. Thì bây giờ tại sao mình không nghe điệu hộ niệm luôn đi? Mình nghe thành quen. Ví dụ như còn trẻ những đức đi, ai mà biết được vô thường. Trẻ trẻ chứ đâu phải tới già nó mới chết đâu. Có khi trẻ gì mình đang chạy xe ngoài đường tới cái rầm à. Thấy không? Cái rầm một cái é. É thấy chưa? É chứ không phải ai với đạo Phật đâu. Vì đâu phải là đạt đến công phu mà đụng cái rầm ai với đạo Phật. Ghê lắm, không giỡn đâu. Mà mình niệm Phật chứ cũng quen nha quý vị. Bây giờ ví dụ như ngày xưa mà ai mà ở phía sau tôi vỗ vai mà ù trời. Và có những người ma bà ơi. Thấy không? Có những người ta kêu vậy đó. Có những ông già bà già ngày xưa giật mình cái chữ cơ khơ, đúng không? Nhưng bây giờ mình tập giật mình cái ai chứ đạo Phật, đúng không? Để chi? Nó quen. Quen mà nó, mình thường cái gì mình gặp ai chứ đạo Phật. Gặp cái lo ai chứ đạo Phật. Gặp cái chị này ai chứ đạo Phật. Thấy không? Gặp cô áo trắng ai chứ đạo Phật. Gặp cô áo đen ai chứ đạo Phật à. Gặp ai cũng ai chứ đạo Phật. Người ta hù mình hù, ai chứ đạo Phật. Mai mốt xe đụng cái rầm mình ai với đạo Phật. Thế sao? Thế xe đụng cái rầm ai với đạo Phật. Nằm trong đó ai với đạo Phật. Cái máy niệm Phật nè, cái điệu hộ niệm để lúc nào cũng đeo nè. Lúc nào cũng đeo để đây. Ai với đạo Phật. Thầy niệm ai với đạo Phật. Phật ở trên đứng đưa đầy sen xuống, người ta không thấy, nhưng mà mình thì rõ ràng mình thấy. Xong là linh thức của mình bước lên đầy sen. Vèo. Thấy không? Mình đi mất tiêu rồi. Còn mình nằm trong cái xe mình chết thì là cái thăng tứ đại, máu me tùm lum. Nhưng cái đó là thăng tứ đại. Còn cái linh hồn Phật rước mất tiêu về cực lạc. Thấy không? Quá đặc biệt. Vì sao mình không làm vậy đi? Chọn một điệu niệm Phật thôi. Đó là điệu hộ niệm bốn chữ á. Cứ nghe suốt đi. Đi đâu cũng đeo nghe. Lợi ích lớn vậy lắm. Có người hỏi những đức thầy ơi, người niệm Phật khi giảng sanh có tính vào cái chuyện mềm thì giảng sanh, mà cứng thì không giảng sanh không thầy? Có tính vào cái chuyện là có xá lợi thì giảng sanh, mà không có xá lợi mà cứng không giảng sanh không thầy? Những đức nói không tính vào chỗ này. Mà tính vào cái gì? Tính nguyện niệm Phật. Tổ sư nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào nhìn thấu buông xuống nhiều hay ít. Rất rõ ràng. Nếu như bây giờ người này quý vị hộ niệm cho người ta mà cứng ngắc, quý vị nói trời ơi trời, hộ niệm mấy ngày nay mà bây giờ cứng ngắc cứng còng, tôi về hết nổi rồi mấy bà ơi, tôi mệt quá. Niệm gì đâu mà không có kết quả cái gì hết trơn á trời ơi. Mấy ngày nay tôi đêm tôi hôm niệm, niệm mà bây giờ có cái miệng hả chàng hòa, tay chân cứng ngắc cứng còng. Sao mà tôi mệt quá, tôi chán quá, chắc tôi nghỉ đi hộ niệm quá. Quý vị sao mà thất bại trời. Mình đã làm hết lòng hết dạ cho người ta. Cơ địa là thân thể mỗi người khác nhau. Người thì chết mềm, người thì chết cứng. Đó là cái bản thân người ta tùy vào định lực nhân quả mà hiện tướng. Có những người thì cái tướng người ta là theo cái phước duyên đó, người ta phải hiện cái tướng mềm mại đẹp. Có những người thì người ta chết, người ta giảng sanh mà là người ta cứng. Quý vị biết rằng hình tướng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị nhìn kỹ đi, ngài chết tướng không đẹp nghe. Cái miệng ngài hả là rất to đó, nhưng ngài là 100% phải giảng sanh về cực lạc đó. Chứ sao mà không giảng sanh về cực lạc được, quý vị nghĩ đi. Đời của ngài thuyết pháp dẫn dắt báo với con người niệm Phật giảng sanh, mà làm gì ngài không giảng sanh, mà ngài thể hiện cho quý vị thấy. Tại vì thường đi hộ niệm cứ là gì, hộ niệm xong rồi kiểm tra đưa cái tay rồi trời trời sao cái tay cứng như cho bẻ, cứng ngắc thì vàng đâu mà mệt ghê. Niệm chút nữa, niệm chút nữa, niệm chút, niệm thêm tiếng nữa, coi thử niệm chứ trời trời sao cái cổ gì đâu mà cổ gì đâu bẻ bẻ cứng ngắc thì trời. Mấy bà ơi cứng ngắc, mấy bà ơi cái điệu hộ niệm này thất bại rồi mấy bà ơi. Có cái miệng ông nội này sao mà gạch lên đẩy cái miệng ông lên. Có ông thượng tọa ông chơi ngặt thiệt, ông hộ niệm cho người ta xong cái miệng người ta hả gì nè, ông lỡ lại nè ông bớt cho trời chơi gì kỳ cục cái chợ
Cái bản thân người ta, cái cơ địa người ta sao để y nguyên vậy, mình bóp gì hả? À? Tâm bậy, đừng có bóp. Chớn bóp là nhẫn bóp nè. Bóp vậy nè. Thôi, ông này không biết rồi nè. Làm tâm bậy. Bóp thì cho mềm, nó quay phim cho đẹp. Tâm bậy quá trời trời. Mình chỉ cần hộ niệm cho người ta đàng hoàng thôi. Mình nhiệt tình với người ta thôi. Hiểu không? Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đưa tiễn người ta từ ở nơi nào đi đến đây tu, là mình đã nhiệt tình rồi, ông thầy cũng hướng dẫn, ông nói nhiệt tình rồi. Còn họ đi đến đây, họ tu sau đó là chuyện của họ. Mình đã làm xong cái trách nhiệm của mình thì phước đức mình đã có rồi. Hiểu chưa? Mục tiêu mình đi hộ niệm là phước đức. Thì vì mình hộ niệm hết lòng thôi chứ à, nhiệt tình hết mình thôi. Còn mềm cứng là cái chuyện của người đó. Quý vị nói là cứng không được giảng sanh, cứng cũng giảng sanh, mềm cũng giảng sanh, có sanh lợi cũng giảng sanh. Còn những thứ kia ngược lại hết cũng giảng sanh. Tại vì sao? Giảng sanh là đòi hỏi người này có tính nguyện hay không, chứ không phải tính vào cái chuyện mềm cứng. Nếu tính vào mềm cứng là tính vào lục đạo, tính vào mềm cứng là tính vào lục đạo. Thì thân này là thân lục đạo, nó muốn mềm thì mềm, nó muốn cứng thì cứng. Thế làm sao? Chuyện đó của họ, tự nhiên mình muốn mềm mà. Ngộ ghê. Từ năm nay mà tất cả những trưởng ban hộ niệm bỏ cái tâm này đi nghe. Thế hộ niệm thì cứ đi hộ niệm cho tới đi. Thí dụ như bây giờ bước vô hộ niệm một cái, gia đình nó mời ban hộ niệm đến hộ niệm. Mình vừa bước vô niệm mới có một tiếng à, gặp cái thằng con nó nhậu gì. Nó, ai à? Ba mẹ tôi chết mà không lo, nó làm gì, nó niệm đâm sụp. Nó bay đâu, nó đây ngồi, đây giữ. Tôi cầm dao, tôi giữ. Trời ơi. Lúc đó chữa ba ôn niệm. Nhớ ông đích. Chữa ba ôn hoàng. Các em ơi, các anh ơi, chuẩn bị. Vừa niệm Phật mà vừa cầm đôi dép. Vừa niệm Phật vừa cầm đôi dép. Nó vừa ở trong nó cầm dao kìa. Chạy anh em không? Bỏ cổ chạy lấy người. Chứ sao bây giờ? Bây giờ gia đình nó không ai giải quyết chứ. Cái thằng này gặp thằng quậy nữa. Người ta thì kêu mình về hộ niệm mà gặp cái thằng này nó không biết gì đâu. Nhậu vô, nó xách dao dâu ở trong cái ruộng. Nó chém sẹt sẹt cái nhậu. Thì thôi mình nói thôi ơi, ôi cái người chết nằm đây thôi được rồi, chở chở. Mấy người chết đây vô. Cái số phận mấy người. Còn tôi thì thôi chở, tôi chưa có chết, tôi chưa có niệm Phật được giảng sanh đâu. Thôi nó chém hay mà. Đúng không? Chém bậy bạ kỳ cục lắm. Rồi đây đưa vô bệnh viện hỏi ông này bị gì mà chém, là chạy đi ô niệm bị chém. Cái kiểu mà nó nhậu nhẹt, nó đâu biết cái nó chém đại. Có khi nó chém ngay cái đít cái đó. Này nó vô duyên lắm mấy vị ơi. Thôi rồi mình đứng lên mình đi về chắc ăn. Trưởng ban bỏ ban thấy cái mọi không ổn mà nói với anh em chị em xách dép cầm sĩ sẵn đi chuẩn bị. Nó chồng nó vừa gồn ra chạy. Trời ơi, nóc nay anh đưa gì chạy tá lả ở bình. Cỡ áo dài ra trước đi tỉa. Cái kiểu chạy á, mà cái đuôi áo dài nó dài dài. Chạy theo nghịch cái đuôi. Nên tính trước cái chuyện này. Tại vì áo dài chạy không được. Kêu đó cho mắc cười chết được luôn. Thoát một kỳ nạn nó ngồi về. Nó trời ơi thôi ông trưởng ban ơi, từ hôm nay đừng có ngủ tôi đi hộ niệm nữa. Trời ơi đi hộ niệm gì mới niệm con tiếng nó dược dữ vậy. Ông mà đi hộ niệm ngoài đời có trường hợp kỳ cục lắm quý vị. Mình định niệm người này 12 tiếng. Đến niệm mấy tiếng à? Nó không cho niệm nữa. Nó coi ngày giờ nó kêu thẳng liệm. Ghê không? Coi ngày giờ nó kêu thẳng liệm à? Cái đầu mới được mấy tiếng niệm xong cái đầu bàn cãi với người ta, cự với người ta. Không, gia đình tôi, lỡ có gì ai chịu, về đi.
không, tôi đang ngồi niệm quýnh bây giờ. Trời ơi, trời ơi, kỳ cục. Phải kính trọng người tu nghe. Không, tôi không kính trọng rồi sao? Thôi đi về. Đi ra ngoài kia quán cơm chay, đói bụng quá. Ra quán cơm chay ăn. Giống như tôi keo này gầy keo khác. Bây giờ đi hộ niệm không được rồi, giờ đói bụng rồi. Ra ngoài kia, ra quán cơm chay kêu. Nói mấy bà hôm nay hộ niệm không có được gì đâu. Kêu mỗi người dĩa cơm trắng với miếng đậu hũ thôi nghe. Kêu tùm lum tùm la chứ không có làm được cái gì chứ. Mà ăn quá trời ăn, tiền đâu trả. Da bà nào bà nấy mặt bí xì, múc cơm à. Buồn thấy ghê luôn á. Tính niệm 12 tiếng mà niệm được mới có 3 tiếng mà nó đuổi đi. Đuổi gì đuổi tà. Với trời là trời sao mà cái số phận đi làm cái chuyện này sao tôi ớn quá mà. Cái ông trưởng ban ông tính lại đi chứ mà sao đi cái này tôi thấy khổ quá ông trưởng ban ơi. Nói trời ơi mình là người tu phải kiên nhẫn với mấy bà sao mà. Mới đó mà tự nhiên mà thấy muốn thối tâm hết trơn. Yên tâm đi không sao đâu, mai mốt ca khác. Thua cái này gầy kéo khác hay sao đâu. Nói trời ơi gầy đâu gầy mà tôi thấy ông dẫn đi bị vượt hoài mà gầy cái gì mà gầy. Thấy chưa. Nên từ nơi đó mình niệm được 3 tiếng à, ha được rồi không cho đi về. Cái số bà này 3 tiếng, tôi niệm 3 tiếng xong rồi chào. Chào Hương Linh đi về. Xong rồi. Cái số bạn họ được có 3 tiếng à, hiểu chưa. Tại bây giờ mình làm đúng 3 tiếng mình đi về à, hơi sức nào buồn. Ra ngoài kia kêu cái lẩu ăn chơi vậy được không. Nó có gì đâu mà buồn. Có gì đâu mà ăn không vô. Không khỏi đi, không có miệng chuyện đó đi. Tôi làm gì trong chùa cũng vậy nè, nhiệt tình. Hết mình nè. Con cái mà vô mà quyết định đem xác đồ về hoặc đưa về bà già này muốn. Bà muốn không? Bà muốn về không? Muốn, muốn về đi. Tuy là nuôi bà mấy năm chờ luôn á, nhưng mà bây giờ bà muốn về theo con mà được rồi bà về đi. Bà muốn mà. Không muốn. Năm tay nó kéo, nó gích bà nó. Buông ngay mày. Bà không muốn mà sao mày kéo. Đúng không? Bà muốn thì đưa đi chứ bà không muốn sao kéo. Nhưng mà có những người không muốn, con cháu tập trung lại hoàn toàn. Cái quyết định của con cháu là đưa về nuôi. Mới đây nè, có bà già tám mấy tuổi, bà không muốn luôn. Con cháu nguyên một gia đình, ban đầu nhà nước xử lý một số đứa không được, nó không có làm được. Xong nó nói bây giờ con phải đưa tất cả dòng họ gia đình lên đây, con đưa về. Nhà nước nói nếu đưa hết dòng họ lên đây thì đưa về tùy. Thấy dòng họ lên hết luôn quý vị. Nó kêu cả gia đình lên hết. Xong nó đưa bà ra xe, bà lên xe, nước mắt bà nhiễu xuống. Vì thấy không? Cuộc đời không quyết định được, vì thấy không? Nói bị lo cái gì đi. Không chịu lo tu nghe. Cả đời lo chồng, lo con, lo cháu, lo chắc, lo chí, lo chét. Cuối cùng mình vậy đó, thấy không? Bây giờ trẻ trẻ gì tu đi. Niệm Phật cho nhiều vô. Có chồng chưa? Chưa phải không? Chưa chuẩn bị vô đây. Khóc cái gì mà khóc. Nói tới cái là khóc mà mệt ghê. Chuẩn bị vô đây. Cùng tôi nuôi mấy bà già. Còn cha còn mẹ đưa vô luôn. Không. Ờ này mẹ nè. Ờ mẹ kế bên luôn. Khóc cái gì mà khóc. Sao nói tới khóc kỳ cục cái trời. Sao nó thấy mấy người nữ đó sao dễ khóc không à. À bây hổm nói tôi thấy cưng cái gì. À đúng rồi tôi nhớ rồi. Nên từ nơi đó chưa có gia đình mà tuổi nhiêu rồi. 30 rồi. Lỡ thờ rồi. Tu đi. Cái này không phải là lỡ thờ đâu. Mà cái này là không có nợ. Không có thiếu nợ đàn ông, biết không? Không có thiếu nợ ai hết trơn á. Nên mấy cái người mà người ta mà người ta 30 ba mấy tuổi mà không ai coi người ta đó. Mình phải nói cái câu mà đúng trong nhà Phật dạy luôn. Người ta không thiếu nợ đàn ông mấy bà. Ô. Ô. Còn bà mới có 17 18 tuổi là nó ve rồi. Mấy bà nói công nhận nhỏ con của ông năm xề. Có duyên cái ghê. Mới 17, 18 tuổi mà ta coi ầm ầm.
Trời ơi con ba lé gì đâu mà 30 tuổi mày ngó tới nhỉ? Kỳ cục tiếng ghê. Nói trời ơi là trời, nó mới có 17, 18 tuổi nó ve đó. Nó 20 tuổi, 22 tuổi. Lúc đó nó bỏ rơ rớt cho nó khổ te tu. Đem con về cho ông nuôi cho mà biết nó mừng. Con nhỏ kia nó 30 tuổi không ai coi không thấy nó đi chùa đồ ngon lành không. Phơ phớt sống vui vẻ quá trời luôn. Người ta không có thiếu nợ đàn ông. Hiểu chưa? Nó câu vậy mới hay. Nó mình không có thiếu nợ đàn ông, mình đi tu đi. Cơ hội con trẻ con làm được, vô phục vụ nuôi dưỡng mấy bà già cùng với các cô. Mà cô vô đây thời gian là con lên đô liền. Mấy cô mình trong chùa thấy chưa, tập tạ chứ mà đô nào ở ngoài cũng nhắm nhắc là kỳ cục ghê. Vô đây nhận đức thúc chừng vài tháng là ngộ ghê á. Vô chùa mình vui à, thấy không, tự nhiên trẻ chung mà hoạt bát vui vẻ. Nên những đức nó đúng là Phật pháp cứu đời chúng ta. Ai mà gặp Phật pháp, mà gặp tịnh độ, mà gặp chùa mình là những đức nói với bị cũng có phước lắm á, chứ không giỡn đâu à. Thì gặp ông thầy không chịu tu mà ông gan nữa, hiểu không? Mấy thầy thấy gan không? Mấy ngày lễ Quan Âm mà không gan mới sợ. Lễ Quan Âm mà. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều ơi. Gên thế ghê. Đúng là âm Hải Triều âm. Thấy không? Tại sao mà được vậy? Vì cái năng lượng của con người nó cao quá. Lúc nào vì thấy con nhìn đứa cũng tỉnh, vì thấy 3-4 ngày không? Mà sao tỉnh veo? Gặp cái là thấy tỉnh rồi đúng không? Chứ có bao giờ bị gặp nhân đức mà. Trời ơi trời, mấy ngày nay thầy mệt quá bị rồi. Ngủ không được, ăn cũng không được lắm. Nóng. Thôi lễ bên chùa mới xong đuối kiệt sức. Thầy bị cố gắng nghe một chút. Ở dưới, ngồi dưới nè. Thầy buồn ngủ và kêu con. Cái con cố gắng nghe sao nghe được thầy. Từ khi thầy tỉnh mới nghe chứ mặt thầy kỳ quá sao nghe. Tội 3-4 ngày lên đây mà cái kiểu đông kiểu này mà lên mà nói mà ngồi nghe pháp hả? Kêu Phật tử ơi lên, lên đi, lên đây ngồi. Gần thầy ghê lắm. Ngủ gục không mệt quá chết rồi làm gì. Còn cái này quý vị coi, 3 ngày 1 ngày 4 buổi mà chưa gì hết trơn là người ta đã xí chỗ. Mà người ta còn dân mùng, người ta ngủ tại chỗ luôn. Quý vị kinh khủng không? Số 1 luôn. Nguyên một cái nhóm mấy cô kia, mấy cô nói, con nói thật với thầy nha, thầy nói với Phật tử đừng có ghét chúng con. Chúng con mà được cái chỗ ngồi phía trên của con cũng khó khăn lắm thầy ạ. 1 giờ mấy con vô trước luôn thầy ơi thầy. Con ngồi tại chỗ đó, con nằm tại chỗ đó, con ngủ gà ngủ gặt chỗ đó luôn. Kinh khủng không? Sáng con nghỉ đi xúc miệng luôn. Con sợ đi người ta lấy. Kinh khủng quý vị. Bởi vì mình phải thương họ quý vị ơi à, thấy tội nghiệp ghê luôn. Quý vị chứ bây giờ làm được cái gì lên đây nóng gần chết luôn. Nó bu xung quanh đầy cứ ngắt người ta chứ nóng còn hơn cái gì nữa. Mà sao người ta lên đây? Vì người ta thích nghe mà nghe được quý vị thấy không? Sáng sớm rồi sao mặt ai cũng tỉnh veo. Này vô mánh à. Thấy không? Buổi sáng mà đúng ra mà nói chuyện mà không vô nghe. Bà tôi đang ngồi ở đâu kỳ cục vậy trời. Trời ơi thầy đang thuyết pháp bà ơi bà. Thầy đang thuyết pháp ở trên chứ ngồi ở đâu. Bà ngồi trong pháp hội. Trời ơi pháp hội hả? Tôi ngủ nãy tới giờ. Thầy ở đâu? Nói, trời ơi, thầy ngồi phía trước kìa. Quay khơ, quay bà này cháu. Đang nghe pháp mà quay vòng vòng hồi nãy chứ. Tôi thấy bà nãy bà quay không biết chứ sao hè. Sao kỳ cục vậy cháu. Nghe không vô ngủ. Còn bây giờ nghe vô bị nhìn thấy tuốt ở dưới kìa. Thấy chưa? Nghe không vô nha. Bắt tay. Ôi ôi đúng là đi về đây đúng là kỷ niệm khó quên đúng quý vị. Quá kỷ niệm luôn mà. Bây giờ không gặp mặt nhau nghe, nghe qua tiếng nói nghe. Vậy chứ mai mốt mà về cực lạc á nghe, vừa gặp một cái là à, đây rồi. Đây rồi, cái gì hầu cấp trước thầy tiếc quá. Ở chùa quá nè.
Trời ơi, mấy lần lên dự lễ mà đâu có gặp thầy đâu thầy, chứ nghe không à. Người ta chiếm chỗ phía trước hết trơn, ở xa không nghe, không thấy được cái gì, nghe tiếng thôi, không biết mặt thầy. Bây giờ về Cực Lạc biết rồi thầy nè, thấy không? Đó, về Cực Lạc là biết hết. Ở đây không gặp mặt cũng không sao, nghe tiếng được rồi. Cái mặt Nhân Đức cũng y rang mặt cái vị thôi, khác gì đâu. Cũng là cái lỗ mũi, mà lỗ mũi Nhân Đức là lỗ mũi châu. Cũng là cái miệng mà miệng rộng. Cũng là mắt, mắt lồi. Cũng đầu mà đầu dồ. Vậy đó, rồi đó xong rồi đó, biết mặt rồi đó. Mà về Cực Lạc là chúng ta được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nghe. Đó. Quý vị thấy cái người mà buổi sáng ở lại, quý vị thấy xứng đáng không? Nó truyền bao nhiêu tư tưởng với quý vị luôn. Tồi một chút xuống ăn cơm, bưng hộp cơm nè. Buổi sáng này đầy đủ năng lượng quá. Ra xá hoặc một vòng vô, bưng hộp cơm xuống nhà ngồi luôn, số lượng này ngồi ăn cơm. Cơm xong cần thiết trưa nay ở là tu thờ nó luôn. Mới đi về, thấy không? Nè, quá cần thiết về nói với ba mẹ tôi ở chùa luôn rồi đó. Sao kỳ cục, cái gì nói tiếng đi chứ. Không, tôi ở luôn rồi. Tôi làm liền. Thầy Đức ông nói ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt. Chờ đợi cho xong, biết cho nào xong, tôi ở chùa luôn. Chùa bây giờ rộng bao la, đến bao nhiêu cũng chứa được chứ. Mà đến tu nghe trời. Chứ đến mà như cái bữa ở bên chùa mới tổ chức, phái đoàn người ta dẫn đi mà cũng tội nghiệp thì người ta dẫn đi đại thôi. Dẫn nhầm cái ông ba trợn. Cái lúc lại Quan Âm mà nhờ bữa đó sao sắp ông túc phía sau. Ông đứng lên ông nhảy. Xong mấy chú bay vô, ông cho chỏ hai chú văng ra. Bốn chú bay vô ẩm ông ra phía sau. Ông ngồi ông lại Quan Âm mà những đức sướng sao mà ông lại mà ông niệm la lớn lớn sao không biết. Ông đi cầu trong quần luôn. Chọc cái ghê. Cái kiểu như những đức mà sướng á. Nhất tâm đảnh lễ nào mô hải chịu. Ông biết sao? Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà chở thì ba trợn chứ đâu biết gì đâu. Cho tát một chút á, nguyên quần. Mà thêm cho đứng lên cho múa nữa. Mấy chú bay vô ôm. Chú nào chú đấy mình mẩy phăng không dính đùm lum đùm la. Bốn cha ẩm ông ra nhà vệ sinh. Bốn ông tắm cho ông. Tay đâu cho ông. Ông ngắt mấy chú mình mặt mày thẹo ông lum la chứ. Không, mình dẫn đi tu, mình dẫn nhầm cái ông trời là trời. Đến quậy chùa tá lả bên tội nghiệp mấy chú ghê. Mấy chú nhỏ nhỏ con mới vô chùa tu. Bài vô cho trỏ mấy chú quá trời luôn. Mà ông lại sao không biết mà ông đi nguyên quần luôn trở lại trời. Ông mà cái môn lại Quan Âm này nó ngộ lắm nha quý vị. Ngộ lắm. Có khi bản thân Nhận Đức nè. Bây giờ Nhận Đức nói Nhận Đức tôi khỏi cần nói ai nè. Mình mà lại xung quanh gần mình có khi mình cũng ngán phải không? Tại vì cái môn lại này giống như mà gọi là hạ khí đan điền á. Hiểu không? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Diệu Âm là lên. Mình hạ xuống, mình quỳ xuống. Quỳ xuống bắt đầu là nó ưa mà gọi là hạ khí đan điền mà. Cho nên nó tống xuống. Quỳ xuống mà nó sẵn rồi đó. Nó sẵn chuẩn bị. Cái tự nhiên vừa quỳ xuống tuổn. Kinh khủng luôn á trời. Mà mình phải canh cái tiếng mà cái lúc mà người ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để người ta đừng có nghe. Chứ mình mà gặp mà chơi cái lúc mà mình vừa gõ kẽn mà lại xuống á, ken thì nó lại xuống đi im gu hết. Lúc đó mình tuồn. Trời ơi, phía sau nó cười chết luôn quý vị ơi. Quý vị ghê lắm mà Nhận Đức nghĩ là đông người cũng có người bị á. Không có giỡn đâu. Có bà kêu phát tay, bà không bị mấy người khác bị. Ông mà công nhận ngộ ghê quý vị. Nên quý vị biết rằng đi về chùa nó nhiều cái vui, mà nhất là chùa mình nè. Nhiều cái như Đức kể bị nghe vui lắm. Chứ bây giờ sao, bây giờ cơ địa mà mình kìm dữ lắm rồi đó quý vị.
Trời trời kìm một chút mà cái kiểu mà kìm một chút mà nó tồn khí á. Tồn khí trong bụng á. Nó đem cái bung một cái nó văng ra mấy cục cái nữa ta. Kiểu này mới chết nè. Bởi vì nhất sợ nhất là cái vụ này. Bởi vì mà lễ Quan Âm không dám ăn cái gì tầm bậy tầm bạ. Cái kiểu mà nhất tâm đền lễ bẹt. Trời ơi. Không đơn giản đâu, cái kiểu mà tiêu chảy á mà mình nhức đâu. Nhức bẹt. Từ ơi. Quý Phật tử. Ngưng chút. Điện đài có vấn đề. Lên bước lên thầy, điện đâu có vấn đề gì. Không có vấn đề. Thầy nói điện có vấn đề là cứ nghĩ nó có vấn đề đi, coi sửa lại đi, để thầy đi coi điều chỉnh. Cầu dao lại. Coi mấy cái chui điện lại coi làm sao. Chào tôi đi vừa vịn hai cái chân. Sao thầy đi kỹ thầy? Chân đau, vịn lại. Vì sao? Vì mấy cục. Trời ơi không vịn lại nó gớt tùm lum tùm la. Không mà Phật tử mà họ mà thích một cái nghe họ nói trời ơi thầy đi ra vàng. Ôi ôi cái kiểu này chắc mà nó đồn mà chắc mà gọi lên cả cái nước Việt Nam luôn. Ông thầy ông lại Quan Âm mà ông đi mấy bãi. Không đơn giản đâu quý vị, bởi vì mình lo cái vụ này lắm. Bởi vì mỗi lần lễ với Quan Âm là mình cứ cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con, đừng có tầm bậy tầm bạ cái đó mình chết luôn á. Trời là trời. Mà Quan Âm lần nào cũng gia hộ mà nhiều lần là mà vẫn ổn định. Có một lần vị thầy ổng đang lại Quan Âm Bồ Tát. Ông biết ổng ăn thì sao? Ổng vừa lại giữa chừng ổng nói ngừng. Cái đầu ông kêu cái chú kia lên đứng niệm Quan Âm. Thì chú đã niệm Quan Âm xong đi một cái dèo. Lúc đó những đức chạy theo. Dạ thưa thầy, có gì không thầy? Đi vệ sinh con. Hai thầy trò chạy quăng 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 quăng. Lũi nhà vệ sinh. Vô vệ sinh lột y ra. Hát. Xong ban ra đắp y. Ban ra. Nhất tâm đành lễ. Tiếp tục. Không phải đơn giản quý vị. Tại 500 danh hiệu mà. Nó nên nhiều khi nó gặp trường hợp gì đó quý vị không? Nó nên... Ok, với cái chuyện này đúng là ấn tượng nha. Không mà quý vị mà kể chuyện mà khéo người ta nghe người ta thích lắm nha quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta gặp Phật Pháp là có nụ cười. Sáng sớm là cười. Đó, vậy là quá đặc biệt rồi. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị. Về đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta nghe chia sẻ Phật Pháp. Quý vị về cố gắng niệm Phật. Lúc nào, bất cứ lúc nào quý vị đủ duyên cứ đi đến đây ở tu. Chùa mình lúc nào cũng là mở cổng chùa bự ra. Mời vào hết. Nha, chỉ cần về đây cố gắng tu thì lo lắng quý vị đi tu rồi để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Cho những đức gửi lời thăm gia đình của quý vị, gửi lời thăm gia đình, gửi lời sức khỏe cho đến với tất cả quý vị đang ngồi đây và tất cả quý vị hồi tối đi về. Quý vị có sức khỏe, gia đình có sức khỏe và gia đình sống vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Sanh về tịnh độ.